Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuật Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện test pon cái con máy Xiaomi 2 lít nhé. Chúng ta sẽ phải tháo cái vỏ chọc cái khay sim ra. Khay sim, xong ta tháo cái nắp lưng. Nếu các bạn mới lần đầu tháo nó khó, các bạn khó xung quanh thì tháo dễ. Sau đó các bạn chú ý là tháo cái vân tay nhé, không các bạn đừng giật mạnh ra là đứt vân tay, tháo vân tay ra. Sau đó các bạn vặn cái ốc đây, ốc ở đây ra. Đã, ok, sau đó các bạn kiếm một cái nhíp, bạn không có nhíp này, nhíp nhổ dấu được để chạm hai cái điểm đây, hai cái điểm lại với nhau. Các bạn cắm USB vào đây trước để cái đầu máy tính chưa nhận nha. Đầu máy tính nó các bạn chưa cắm vội nha, cắm cái đầu này trước. Đó. Bây giờ ta sẽ chích vào đây. Đây nha. Tôi sẽ thử nha. Các bạn thực hiện test con hai điểm này, ta lưu ý là ta phải bỏ cái cáp pin ra nhá, bỏ cái cáp pin ra. Sau đó cắm cái này, chọc cái này và cắm cái đầu kia là nó nhận cổng qua com chứ không 08 nhé. Thì cắm đây, cắm đầu này trước nha. Đây, hiện tại thì mình đang cắm ấy, bây giờ mình sẽ rút cái này ra, rút cái đầu của máy tính ra nha. Đầu máy tính ta rút nha, chỉ mới cắm ở đầu này ta tháo pin gắn lại. Nhỏ bây giờ ta sẽ chọc vào đây, đặt xuống chọc vào đây nhé, chọc hai cái điểm này nhá. Rồi, cho hai điểm đấy là cắm. Như vậy là nó sẽ nhận nhá. Hai cái điểm này. Điểm bot và cái điểm điểm này này. Điểm này và điểm này, hai điểm này ta chọc vào nhau, chạm vào nhau như thế này. Này là được. Đó là cách test pon của con máy Xiaomi A2 lít nhá. Rồi, video mình xin tạm dừng đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhá. Chào các bạn.